Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Dell Inspiron 14 3000 series nha các bạn. Mã main của nó là Iris SKL 14236-1 nha các bạn. Review là A00. Thì ở hiện trạng của cái con này đó là sau khi mình tháo ra nha các bạn, thì mình thấy cái men bị rỉ sét rất là nhiều nha các bạn. Cái men rỉ sét rất là nhiều. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa lên kính hiển vi nha các bạn, cho các bạn quan sát sẽ rõ hơn. Rồi, sau khi mình đưa lên kính hiển vi nha các bạn, và mình quan sát cái men Dell Inspiron 14 3000 series nha các bạn, thì mình phát hiện được cái vị trí đây IC nguồn nha các bạn, ở khu vực IC nguồn 3.5V nó bị rỉ sét rất là nặng nha các bạn. Đây các bạn quan sát đó, nó rỉ sét rất là nặng. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành khò cái con IC này ra nhé các bạn. Đó, mình sẽ xi chân lại và mình sẽ hàn lại. Đó, nó rất là rỉ sét nha các bạn.
Rồi, mình vừa hàn xong con IC nha các bạn. Mình xi chân lại, ok. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành ráp vào nha các bạn. Xem máy có xuất hình hay không. Mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành gắn cái men đeo Inspiron 14 3000 series này vào nha các bạn. Trong màn hình xem là cái men có hoạt động và xuất hình hay không nha các bạn. Sau khi mình đã xử lý hàn lại cái con IC mà bị rỉ sét nha các bạn. Rồi, tiến hành mình sẽ gắn vào cáp màn hình. Rồi, tiến hành mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Xem cái men có sức mạnh không nha các bạn. Rồi, các bạn quan sát màn hình nha các bạn. Bắt đầu tiến hành mình cắm nguồn. Rồi, mình tiến hành kích nguồn nha các bạn. Rồi, men đã hoạt động nha các bạn và đã xuất hình. Rồi video mình chia sẻ về cái ban đeo Inspiron 14 3000 series bị mất nguồn nha các bạn. Sau khi mình đã xử lý lại cái con IC bị rỉ sét thì cái máy đã xuất hình và lên hình bình thường nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.